Ok, xin chào mọi người đến với Dead Kênh và tôi là Mèo Fundamin. Có thể anh em sẽ nghe thấy tiếng quạt bởi vì hiện tại đang nóng vừa lờ nên tôi phải bật quạt chứ tôi không thể nào mà tắt quạt để mà quay video như lúc trước được. Lúc kia là buổi tối tôi quay video đúng không? Thì gon như cái quần. Bây giờ tôi sẽ thử là 50kcc có ra được Goeta không? Thì 10k nó ra được một con thì chúng ta sẽ được đà mát 14 sao nha. Và tôi đã vừa đi tắm có nghĩa là không những tay tôi sạch mà toàn thân tôi đều sạch, thành ra tôi mong là tôi sẽ gon hơn. Let's fucking go. Bắt đầu ra luôn 5 con này cho nhanh đỡ phải chờ. Trong đây đáng lẽ đang ra chức năng là gom cho người già ấy nha, cứ như thôi gom hết 10 gom phát ít trên chập. Bây giờ màn hình nó tối lắm, không đang buổi trưa thành ra là ok. Nhưng mà ở hành tinh 5S thì nó đầu tiên thì có giật. Ở hành tinh 5S thì nó không có tìm tương lai lắm em ạ. Thật sự thì ở ngoài trái đất ấy thằng chó đắp vô cổ áo ấy nhỉ. Ok, nếu mà cái nick này nó bằng sao và là hấp hơn so với nick đắp Roku thì tôi sẽ chơi nick đắp Roku. Còn nick này tôi sẽ đưa cho bạn tôi. Còn nếu nó đéo lấy thì tôi sẽ give away. Nhưng mà hạt như thế này thì tạm đế rồi nó không lấy đúng không? Đấy, giờ là Goeta là tier nữa. Top meta. Ít hai ra luôn này cho nó nhanh đấy, đạo đó tiền đấy, tiền đấy mấy ông tắm rửa toàn hăng nó khác, tẩy đi mấy thứ dơ bẩn của cơ thể con người. Đỏ rồi ơi, thế có phải nhanh được không? Kèm dễ thế, 14 sao gì. Có goalie không? Ờ, không có goalie. Cái này ôn trà rồi mấy ông. Chắc chắn ôn trà. Mà cái bản này lọt rết lắm. Đừng lọt ra mấy con Sparking là được. Cooler. Đầu xanh lọt ra lễ mà. Nó no. Đéo phải Goeta này. Đầu xanh Goeta ôn trà. Rồi xong dở rồi. Ui được bạn, đúng rồi đó, chính xác là vậy đó bạn, khá quá, chính là nó. Nó phải thế. Ui một con chết. À không, đéo phải, cái này là bị ảo giác nữa không? Đấy. Mày phải sức mạnh của tấm rửa chưa? Tấm rửa nó phải khác. Cái nít này có vẻ là dễ dàng 14 sao đó mấy không? Mới vô khởi đầu thấy thuận lợi quá. Chụp hình phát, đi khè mấy thằng kia. Ném cho mấy thằng nổ mi. Còn nó kiểu, ui anh này đẹp trai hết. Từ từ mấy không, để tôi mở nốt cái cửa ra. Nóng như đồ nôm ấy. À, mùa hè đúng không ta? Tháng 4 rồi. Ừ, tháng 4 là vào mùa hè cơ mà rồi. Nóng vậy đấy. Ôi, 5 mét không có tương lai phải không? Ồ, cái gì đây? Lép à? Ôi, waifu được. Waifu thì dư 14 sao tôi vẫn lấy. Waifu mãi đỉnh. Qua nói cho mà nói đây là game waifu, để hai game đánh nhau. Nó thật là trong cái anime Dragon Ball này, cái gái thì nó ít ở trưởng rồi. Thành ra là waifu. Thằng này mâm là nó có danh ca thôi. Mà nó danh ca nó cũng không búp được cơ. Thằng kia là màu tím, thằng này màu vàng, danh ca không búp được. Trong đây thì waifu nó ít, thành ra là cứ có gái ngon là mấy ông cứ tranh giành chiếm giết nhau. Chứ không như là Genshin. Genshin kiểu mấy ông chia đâu mười mấy băng phái. Còn trong đây mấy ông sẽ chia băng phái kiểu như là số 18. Đấy. Chia cái gì, còn mấy ông muốn ăn mặn hơn thì chơi kiểu là gọi đậu xanh. Thằng báo đời báo đốm nữa, nhưng mà tôi không nghĩ thằng báo này nó sẽ cho mấy con ngon đâu. Từ cái đằng gon mà lách Goku thì tôi đã nhận ra được là đằng nào có ơn cha còn đằng nào thì không, phải không? Thế cho nên tôi skip mấy cái này nhanh lắm. Cứ gặp hành tinh 5S là skip, trừ khi 5S có thằng Goli thôi. Ô phải mà hình như 5S có Goli thằng kia mình lạnh đúng không? Thôi nói chung là 5S thì bước. Nói chung là 5S thì bước, không nói nhiều. Để hết 5S. Anh em tập anti 5S.
Rồi 5 mét vứt để nói nhiều. Đấy, tiết kiệm thời gian. Cái này nói với ôn trai tôi suy nghĩ lại chứ. Chứ nó mà nói với Sebastian kia thì đúng đúng theo công thức thì 5 mét thì vứt không? Tiết kiệm bao nhiêu thời gian ạ? À? Video trước tôi còn 1 tiếng, video này chắc cỡ 30 phút thôi. Tôi skip hết 5 mét. Ôn trai này bây giờ ra ngoài trái đất là đẹp. Đấy, download điên nhờ. Hu ke. Download điên Onega Shimatsu. Rồi xong 5 mét ạ. 5 mét vứt, đéo nói nhiều. Rồi ôi, ra thằng phái giặc này nữa. Kaioken nó đá xã hội rồi mà còn thằng này không được danh ca ai nữa. Ủa này có danh ca không em? Thằng này nó chìm quá, tôi còn không biết nó có danh ca không nữa. Từ từ nó bấm vô coi thử. Cái này nó đúng kiểu đá xã hội. Ui có danh ca à. Uầy tôi còn đéo biết luôn á. Đúng kiểu đá xã hội luôn. Tôi mong là sẽ có tôi mong là sẽ có một cái thứ gì nó bút cho Kaioken không. Chứ bây giờ tôi thấy Kaioken nó phá giặt. Thật sự luôn yếu xèo. Mấy em tưởng tượng á. Mấy em tưởng tượng tới cái cảnh mà mấy em bật Kaioken á. Xong rồi mấy em đỡ dính một cái combo của thằng kia mà mấy em không có cover chain ấy. Rồi xong mấy ông bị đánh mất cái trạng thái Kaioken, mà mất cái Kaioken thì nó bị ăn một đống debuff. Trừ thằng Uncha ra, thằng Uncha đó thì nó quẩy như được mùa ấy, né như hắt luôn. Nhưng mà một cái né là bên mùa sân đó. Mấy ông biết một thằng khướng cho Gogeta là meta, bởi vì nó có cái thằng Goku và Gogeta Bua. Hai thằng đấy có khả năng khắc được mấy cái thằng cao ta màu tím. Thằng ra là còn nó là thế lực. Nước nó đình đáng. Đấy mấy cái này thì cứ nhẹ nhàng skip thôi. Cái này biết hết, hành tinh Namek skip, không nói nhiều. Cooler này thì tôi không thích lắm. Nói chung là tôi thích thằng Cooler Final Form. Cooler Final Form nhìn ngầu quá đấy. Cái form mà gai góc ấy. Chứ cái form tròn tròn này tôi nói thật tiếp không. Cái form này của thằng Cooler với thằng Frieza hồi xưa thì tôi thấy nó tròn tròn dễ hơn chứ đớn là tôi thấy như đồ bùi thật sự. Y chang không khác gì cả. Hít chứ, hít mới là hít đầu bùi. Ở giữa còn có khe, ôi đây. Nhưng mà tôi thấy nó xấu quá nên tôi skip. Ừ, xấu thật mấy ông. Hai sẽ bắt kia thôi, nào ra thêm một quân cha được. Nó xấu quá. Nếu mà nó có tàu bay 7 hay là gì đấy thì nó còn hợp lý chứ. À, mình như đây không phải ngoài vũ trụ, đây là trăm trái đất mà. Nó ở Bắc Cực hay Nam Cực ta. Tốt chuyện của Gòn Super ơi. Cứ nhớ là đánh nhau ở chỗ có băng thôi, chứ đéo nhớ là Bắc Cực hay Nam Cực kìa. Nói chung là cúp chuyện vlog thôi. Chủ yếu coi Dragon Ball rồi coi khúc bọn nó đánh nhau, coi OST quẩy với một là OST, hai là đánh nhau. Không có ngắm gái, hay tiếc nha, ok. Nói chung là người chơi hay Dragon Ball, Naruto các kiểu thì đéo hoàn thành cúp chuyện. Xú á, skip. Quầy hai thằng Quân Cha không ra. Cái mà tôi nói khởi đầu may mắn nó. Nó không còn may nữa nhờ. Không lẽ là theo đúng sách giáo khoa là phải tắm 5 lần nó mới ra. Nghe ảo thế. Điều lý tắm 5 lần. Ôi. Nhưng mà đau đó điên thì nó đau cái gì nhỉ? Kiểu tôi quay gần hết cái banner này rồi. Nó đau chắc đau mấy con là red thôi, chả có hy vọng. Ừ nhìn nó xú vậy. Nổ của Uncha thì nổ, còn nổ cái Sparkin thì skip, đéo nó nhiều. Sparkin đéo gì anh em, có cần Sparkin đéo đâu. Có cách nào để skip mấy cái animation sao này không nhỉ? Nhìn nó ngứa mắt vậy. Kiểu tạo mấy cái Akigon thì dành hết 90% thời gian để coi bọn này nổ sao. Gogeta. Go Gogeta. 50k là tương ứng với cả 500 vé à. Ừ cứ làm tròn đi, một vé rồi. Ừ. Cứ làm tròn với 500 vé thì chúng ta sẽ được cái gì không ta? Chúng nữa coi. Chay là gì chay chứ. Xấu. Tôi thấy nó xấu á. Tôi đâu chạm nhỉ. Chắc không đâu, 5m mà. Quá đái à. Tàu bay 7 mai đỉnh á. Ok bây giờ thì cứ coi bao nhiêu đằng nổi tàu bay 7 thì sẽ cứ bấy nhiêu đằng luôn cha. Ui tàu bay 7 bây giờ thành cái gì ta, cái đó gọi là gì,
linh vật của cái kênh này 3%. Quải trưởng hả? Mà em biết tại sao người ta không bao giờ người ta không? Sai gian. Tới giờ tôi mới để ý mấy mà tôi cứ tưởng là nó là phiêu sành vơ thôi. Ai giờ là sai gian luôn. Tôi nói thật với mấy ông, cái men của cái bộ phim này là sai gian. Kiểu nào cũng có thêm sai gian để bắt sửa. Anh ra là người ta càng ngày kiểu gì cũng mạnh thôi, kiểu gì cũng mạnh. Nó Ultra nó phải sẵn rồi, sau này nó cả 1-2 năm gì đó nó danh khai phát nữa. Ui dù nó không bao giờ hết hài nữa. Nghĩ sao mà có một cái con đứa ác đến cái mức mà cô và Chen được đấm trưởng đã thấy còn đẩy đối phương nữa. Còn cái hai bọn mà khỉ của Super Saiyan 4 ấy, bọn nó tại cô và Chen á đấm trưởng nhưng mà bọn nó là kiểu là đẩy đối phương ra và là dịch chuyển tức thời chứ không phải là combo tiếp, thành ra là bọn đấy nó kiểu đàm phát rồi thôi. Còn bọn này đẩy phát xong bọn nó combo cái kiểu như đúng rồi luôn. Tới giờ bọn nó mày ta trong cô và Chen của cô và Chen Dis, cô và Chen Dad. Ủa mà bữa nay tôi chụp cái hình của ta chưa nhờ? Hình như chụp rồi đúng không? Hình của ta nó ám nhau ạ. Là ép. Em xin lỗi. Anh Vegeta không ám ạ. Anh đẹp trai quá. Con mà tôi nói đó mấy ạ. Cái con mà khiến cho Meta chỉ cho em màu tím trở thành Meta. Con này nó có khả năng đấm chết mấy hạt sát chế màu tím bằng cách đổi sang ở phe. Và nó có khả năng cơ và trên đấm và trưởng luôn. Khá xịn. 10 trên 10, không nói nhiều. Bây giờ kiếm thêm một Vito. Không, Vito kiếm mắt lắm. Vito một lần 600 mảnh. Ui, nhà chát vậy đấy. Vito chắc đợi đợt ray thôi. Chứ có bên nào nó thường đéo gòn. Chứ gòn phát 600 mảnh. Rồi gòn cha nó rẻ hơn. Thiệt luôn. Gòn cha phát 2.000 mảnh. Đã thấy gòn ít 2. Trong khi bọn Sebastian thì cùng lắm. Cái gì quen thì bọn nó sẽ lên 1.200 mảnh. Cùng lắm nữa thì sẽ ít 2 tỷ lệ. Thôi ít 2 mà ta. 50% ra Sebastian đúng không? Tôi nhớ lâu quá không ra tôi quên tiêu rồi, nhưng mà cái đây mấy hát có cái event mà nó sparking như hắt luôn. Cái đấy mà Goku Vegeta Super Saiyan 4 ấy 14 sao là chuyện bình thường lắm, cái đấy ra sparking như hắt vậy. Sau đó thì Ultra Vegeta xuất hiện và không còn sau đó nữa. Thời đại Vegeta kéo dài tới bây giờ luôn. Goku Vegeta mãi đỉnh. Trước đây thì cũng Goku Vegeta cũng từng meta một lần ở dạng Super Saiyan ấy. Nói chung là con ruột thì nó thế chứ Vegeta xuống đáy xã hội rồi. Vegeta nghe nói là anh đi năm nó trồi lên nhưng mà phải xem bộ kit nó thế nào. Chứ trồi lên mà nằm không lọt vô top meta thì chịu. Nhưng mà tôi nghĩ anh đi năm thì chắc chắn sẽ có cái gì đó đặc biệt. Chứ anh đi năm mà gặp xuống đáy xã hội chắc là đéo Aegon. Mà đéo Aegon thì cái anh đi nó lỗ. Theo khi anh đi không phải là lễ kỷ niệm. Anh đi là lễ hút máu. Real. Tin tôi. Đúng mà mấy ông quay anime mấy ông để ý đi, cái red nó ra ảo lắm, đéo bao giờ chúng. Cái red nó lọt quá đấy, thật sự thật. Để gãi được. Ui vũ trụ. Xú không ta, sao chỉ có một cục vậy. Cú hoàng mong ớt phải không. Đằng kia là ở 5m đúng không hay là... Ừ nó xú quá mấy ông, xú. Xú. Ồ, số thật. Ok. Ultra được 14 sao là dừng. Không cần phải có mấy con kia làm gì cả. Tụi nó hạt 14 sao thôi. Đéo phải mày. Lắm Gogeta hey. Gogeta hạt cái mấy ông mà chơi kiểu mà trình cao ấy. Thì Gogeta một mình nó đéo phải mày. Gogeta kia thì một mình là Gogeta nó đủ căng hai unit của đối phương rồi. Còn nếu mà mấy ông đánh mà kiểu đợt ranh ấy, lật Elvis mạnh luôn, lật tem luôn. Tôi nói thật là mấy ông cần đúng một con thôi. Chứ mấy ông nghĩ gì một con Gogeta có khả năng mà đang bị combo giữa chừng thì tự nhiên có khả năng cô và chen đối phương kiểu. Đối phương đang combo bạn sắp chết tới nơi rồi thì nó bấm nhầm cái chiêu trưởng rồi thấy là bạn quạt nó một cái. Rồi thấy là bạn đấm nó và combo ngược lại nó đậu xanh. Giờ không thả được. Thằng Gogeta đó nó có Zenkai không nhỉ? Phần lốp á. Zenkai mà tôi biết nổi tiếng nhất luôn đó chính là Zenkai Yufun của Goku. Zenkai lên khỏe cực luôn. Hồi xưa nó vẫn khỏe. Zenkai lên nó vẫn khỏe. Nói chung là Gogeta 77. Spam tôi thấy xấu á. Tôi để skip. Xấu á. Xấu. Tao 77 gánh.
Khoan sao tôi thấy nó cái đéo gì mà đầu tiên vậy? Nó có số hay không, hay là nó pha kẹt? À, tôi bị bét nhỉ. Chắc là pha kè rồi. Chắc là không dọn đâu. Không dọn hiểu mấy không ạ? Tao 77 năm này báo rồi. Lép à? Đéo phải lép luôn. Ây da. Ok vậy tôi khẳng định đây nha. Anh tên 5m tao 77 mà gây Unja ấy thì có nhưng mà hiếm. Thật ra cứ skip thôi. Giờ coi anh ấy mới sành làm gì nhá mấy không? Ừ. Chờ mấy cái animation viết thì coi, còn mấy cái ghé thì cút. Ồ, chi chó nha. Còn 38 ra nữa, giờ chúng ta mới đi có phần nửa số CC của tôi rồi. Đau đất điên nữa, mong là đau animation chứ đừng có đau mấy con ghét. Đang ghét đau vừa tốn dữ liệu mà vừa phế đéo xài. Có xài là Ultra Space Time Good nhưng mà xài làm báo cát thôi. Tôi nghĩ là có animation mới. Xú quá thôi. Xú quá. Quả dưỡng Dot Kefla. Ây da. Không xú. Tôi cứ tưởng là sẽ có Super Saiyan 3 hay gì đấy nhưng mà. Well. Ba con Neo ạ. Hoa trưởng hơi chịu rồi. Nó imposter quá. Đã đau đó điên rồi. Thầy. Dạ đúng con cha thôi, đừng ra mấy con khác. Đừng có đau nữa, làm ơn. Xấu, skip. Xong rồi cuối cùng nó ra con cha nè, nổi xanh. Vãi Gogeta, đéo phải mày. Con cha Gogeta ấy, ra bọn này đóng làm đéo gì. I don't feel so good. Mà bữa nay cái tỷ lệ x2 Unja đúng không? Oh no. Đừng nói là dám lách lách rồi nha. Giai đoạn đầu ra như đúng rồi luôn. Còn 30k thì lách hết. Không ra con nào. Lách một phát xuống đá xã hội luôn. Muốn có một con 14 sao gánh mười mấy cái meta mà. Chơi theo kiểu là một con gánh tới mười mấy meta thì nào nó ao hết nguyên cái bảng meta luôn thì mới gòn tiền một rồi chơi tiếp. Rồi gánh tiếp, đấy đó là cách chơi của tôi. Tiết siêu tiết kiệm. Đã thấy còn tới U. Goku Gunler. Well. Nói gì vậy? Bổ bổ là mau. Sacred của nó impossible ấy nhỉ. Cái red nó ảo á. Làm ơn Uncha Gogeta Poo. Đừng lót nữa. Ra mấy con cũ đi. Đừng ra con mới nữa please. I'm so horny. No. Gầm hàng mấy không ạ? Gầm hàng 5m. Uy tín ạ. Super Saiyan 3. À đéo phải. Chắc cái này skip nha. Ừ. Chưa hết Super Saiyan 3 nha. Tôi không biết Super Saiyan 3 nó có Golden Cha hay không nhưng mà nếu mà đó nó đéo Golden Cha thì được xuất hiện là được. chứ gà đéo Golden Cha thì nó là nhục. Quái hai Super Saiyan thứ tôi gần là Golden Cha và Lee. Don't spark in. Spark in no more. Please. Hay đóng bàn spark in. Ui dồi, 4 bàn spark in. Cái này có được xem là nổ hũ không nhờ. Cái đéo gì thế. Thế là xong. Anime sạch cũng đẹp á. Nhưng mà tập rồi. Giống như xin á. Gòn 90 lần. Nguyên cái màu cam nó bay trên trời bay xuống. Gà kia win. Cày đéo vừa được phải không? Và hết là tôi skip luôn mana Jaka đó. Cái đéo gì mà 170 lần rồi đéo ra Jaka, tôi skip luôn. Tôi thấy là có điểm tới nơi rồi.
nó được skip. Chứ đéo nào một con người có thể xui trong một cái banner gì được. Cái tỷ lệ 170 trên 180 nó hấp ở đấy. Nên thôi tích banner cho Thủy Hằng. Thủy Hằng chắc cỡ 5 sao à. Một cái mồ của nó là tôi chế để ý một mũ Genshin được nhiêu. Nhưng mà lâu lắm. Mà hình như lộn chủ đề bạn nó rồi. Hình như không hiểu anh trai nhiều quá tôi bắt đầu là nói lộn chủ đề. Rồi xong. Hài tới. Đàm tí phút. Trắng tí phút. Ui không sao dành luôn. Không sao bà dành xú á. Đậu xanh. Chưa nói gì hết. Tôi không nghĩ là animation nó sẽ cục như thế này. Cái này không bỏ mấy ú đeo hơn chà. Tôi lâu lâu cứ bị ảo giác mấy cái cục kia nổi hơn trái nha. Wow, khá quá, lật red, đợt sớm lại 30k CC đéo gà cục nào, đàm ơn, cứ 10k một con đi, xui lắm thì 10k một con, lên 14 sao cái nào, đéo phải mày, buôn trà chứ đéo phải mày, mày lên 14 sao chắc, bố mày hết tiền rồi, cút. Làm tí phút. Rồi xong. Tiên tri. Sai đéo đâu. Sao cái video của anh của tôi như là đại tiệc ăn uống ấy nè. Tôi biết là có đến tiếng làm nên tôi chuẩn bị một đống đồ ăn những nước uống này. Mở lem. Ở nhà để ý là cái tắc gơ trong mấy con ngàn bon thường nó phế thật sự luôn. Gơ trong ngàn bon không meta nha. Trong mấy ngàn bon thì gơ nó không bao giờ meta ấy. Hơi buồn nha. Một vài full enjoyer nhưng tôi đéo hết điều này. Tôi vẫn mong một ngày nữa tôi sẽ cầm một cái tem full android 21 6 con nhìn cài tier 1 ultra tier 7 bọn kia. Bây giờ các ta nghe một con lễ một ôn cha bốn danh cai à, một con vừa danh cai vừa lễ đó I don't feel so good. Đây ôn cha I need you. Lee give me your power, Genki Dama. Oh, Super Saiyan Jinda. Oh, Genki gì kia? Cái này là sức mạnh tình bạn hay kìa. Ngoài Genki hạt đằng này Ultra không? Bởi vì mới nãy tôi nói là Genki Ultra. Đằng này kiểu gì cũng nổ Ultra. Cái miệng mình hên hết nha. Ngoài uy tín hết. Âm trùm tiên tri lớn lên phải mà lớn lên thành nghề tiên tri mới được. Ultra lần đại ép lần sẽ bắt kim please. Ultra rồi yeah. Rồi cái đéo ôn cha bố mày đâu ít hai red ôn cha đây à. Đằng đầu tiên mà lần thứ n trong cuộc đời tôi ra lf đéo vui phải không. Hồi xưa ra lf như được mùa luôn. Hồi xưa lf là một cái gì đó nó một hệ tư tưởng. Bây giờ ôn cha nó ra nó đấm hết mọi thứ lf vì chỉ số của mấy con ôn cha nó to quá đấy.
thành ra là cứ so với mấy con kia, mấy con đại ép kia nó đéo có tuổi, là hơi con trai còn dễ ra nữa. Nếu không phải tôi gòn thì dễ ra, còn tôi gòn thì đéo dễ ra cả. Nhưng mà ý của tôi là nó dễ ra hơn, dễ được một bóng sao hơn, nó đã nhiều mảnh rồi, còn được ít hai, còn được free zoom. Ô, waifu à, waifu được. Waifu nhìn hóng chiếu á. Đấy, horny thế. Con waifu này mà cũng được tính sai gian hay được. Phi sành quay rơi, tôi đem vô tem của waita, tôi đi hành gà. Cài từ ganh đầm lên ganh dạng bằng waifu. Rồi nó biết được sức mạnh của waifu. Đừng đao thêm tướng mới nữa, đao animation đi. Đây DC áo ơ Uncha. Please Uncha. Nhường Nhường Broly. Broly chăng? À không, đéo Broly à. Skip anh ta, nhìn nó xú á. Nó chỉ đơn thuần là trưởng thôi, nếu không nghĩ nó sẽ ra Uncha. Nó phải có mấy cái chiếu chiếu. Mà hình như là nó có animation nào đặc biệt cho Uncha không ta? Tôi cũng đã biết rồi. Uncha đi, đừng có Sparkin nữa, Sparkin năng vân à. Giống gì ở đây nữa, Monkey ở đây nữa. Ây da. Người chơi Satugon mấy cái banner liên quan tới Godkey gặp nhiều Monkey hết nha. Hay là GT nó chọn tôi nha. Léo thế nào có vụ trùng hợp đến mức này được. Chắc phải từ bỏ Godkey đi theo Monkey thôi. No way. Hai lần thôi á. Cái red này nó còn hấp hơn cả lắp râu nữa. Hãy gọi tôi là mèo phản diện. Nhìn không có tương lai nha. Mình nhìn không có. Nó không có tương lai, cái khúc cuối nó nổ cái con nấm Uncha nè. Nổ cỡ 3 con Uncha. Rồi không đéo có nào cả. Tôi bị ảo giác á. Nó không có tương lai thật. Ít hai. Ôi đây gái xì mà hạt sợi. Về xì ảo ở Uncha. Red Uncha nó hóc đến mức này ư. Sau cái ít hai này tôi thấy nó xì đá nhờ. Giống như là 1% ít hai nó cũng đéo thay đổi được nhiều. Từ từ, lúc đầu tôi định ra để tôi xem coi là tỷ lệ Uncha nó bao nhiêu, nhưng mà tôi cho nhận ra cho nó ao gái thì nó sẽ không có tính điện mạch. Mà nếu mà nó không có tính điện mạch đấy thì nãy giờ tôi gòn lệch. Nói chung là nếu mà mấy ông gòn lệch nhiều lần ấy, thì tỷ lệ lên Uncha mấy ông sẽ to hơn. Nếu mà mấy ông đã ao gái dứt phải lúc này thì tôi nghĩ là sẽ cái này chuyện tâm linh ấy, chứ tính toán thì nó đéo như thế vậy. Tính toán thì mỗi lần là riêng biệt, nhưng mà đây là thông linh. Chắc đây là nếp đưa cho bạn quá à. Còn thế này thì tạp rồi. Chừng nào cái Uncha nha. Có khi 30k này đéo ra cái Uncha rồi. Tại sao cái animation nó lại bình thường đến mức này nha. Xú á. À mong ếch. Đéo phải tin được. Xú á. Hai lần nữa. Oh my god, holy fuck. Nhìn đẹp quá, em vẫn đẹp như ngày mắt em. Bây giờ chúng ta sẽ check xem là tỷ lệ. Đây, Uncha sẽ là 0.35%. Nhưng mà hên này nó chỉ có một con thôi á, chỉ có mấy con game gacha kia là 0.35%. Cỡ 0.35% đúng không, nhưng mà nó chia đều cho ba con. Nó kiểu gì á, khốn nạn lắm.
con game này nó đỡ rồi đấy, tuy là nó không có bảo hiểm nhưng mà không phải bông lăm, nó chỉ có đúng một con thôi. Chứ cái hình như là con game hồi xưa là Pokemon Master phải. Ôi tập 27 à. Nếu mà đằng này mà ra gon cái Ultra thì tôi sẽ mỗi đằng gon tôi sẽ ao ra vô lại. Chứ làm gì hơn nữa. À không, tôi bị ảo giác á. Tập 27 giờ hết uy tín rồi, hồi xưa còn uy tín chứ. Giờ thì hình như tập 27 xuất hiện mấy con mới đúng không? Mà mấy con mới thì đéo cần. Ừ, thành ra tập 27 hết uy tín rồi. Gì ta? Hình như mấy Pokemon Master mà game gì ở trong Roblox ấy. Ừ, Pokemon Master thì nó tiền nạp với tiền cày chay nó khác. Khác bọc hẳn luôn. Chứ nó không như là Money Chành, nó xài chung một lần quỹ tiền. Khác bọc hẳn luôn, có nghĩa là mấy thằng nạp luôn luôn là đỉnh cao của xã hội. Vừa tốn ít bằng con hơn mà tỷ lệ ra còn cao hơn. Chịu, bỏ sao game đó bây giờ nó dead đó. Ôi, tao 27 nè, hồi skip. Thôi 7 giờ hết uy tín rồi. Ồ không có quên cha. Tôi nhìn hơi kỹ. Nhưng mà nói chung là tuy là biết tập 27 là không quên cha rồi nhưng mà vẫn hy vọng. Quên cha, quên cha. Đan đan cổ cổ. À không bản quyền. À không, tôi hát dễ vậy chắc không bị bản quyền đâu. Nhưng mà nhạc của bọn Super Saiyan 4 nha, cuốn hết. Nhạc GT ấy. Nhìn nó xấu quá, skip luôn. Quá. À, đéo con trai thiệt. Quá nồi. Đừng nói tới chữ xấu nữa. Tôi cảm giác như là nếu mà chúng ta nói tới chữ xấu trước khi có con trai thì nó sẽ đéo ra. Cho chúng ta nên đổi hình nào không hết. 25k. Cố lên, nhâm 25k này nhất định phải ra thêm hai con nữa. Hãy nguyện nơi chính suối. Còn không thì xuống đáy xã hội. Ôi trời ơi, 5 mét rồi còn 5 cục nữa. À để quên giày nè. Cái Ultra nó giống cái màu của Hego á mấy không? Hèn chi mà mỗi lần ra Hego tôi cứ kiểu nhìn vô ánh mắt tôi kiểu mâm chờ một thứ gì đó. Dù biết là nó đéo có tồn tại. Sao nghe giống như việc mà mâm chờ gái anime sẽ kêu thức dậy vào buổi sáng mà ngồi đi chan và thôi bỏ đi bỏ đi. Ok, gọi đến 10 phát nữa này. Đây rồi. Cái này mà không phải là điềm hay tiếc. Nhờn. Nhờn. Broly. Broly. Ờ à, đéo phải à. Sao skip luôn đi. Đéo phải Broly thì đéo cái Ultra đâu. Nhưng mà tôi vẫn kiểu nhìn cho bọn Hego và mâm trà rất buồn trà. Kiểu như là biết chắc là no hết rồi nhưng mà vẫn hy vọng. Ủa là ép này. À là ép nhưng mà hơi flop. Nếu mà nãy giờ dính đâu hai hàng là ép mới nó lên 3 sao, trong khi nó dính một con Ultra rồi lên thẳng 5 sao rồi. Nó khác bọt lắm. Rồi bây giờ một Ultra đỉnh chịu thức ăn đi. Không cần quan tâm tới kit của nó thôi. Ghiền cái chỉ số với cái 14 sao dễ lên. Mà còn có hẻ ghiêng cho nó ui. Coi như là con cưng ấy. Xú quá ta. Ê, đừng có nói tới xú. Ồ dở rồi. Nhưng mà nhìn nó xú á. Kiểu như là Goku, Rija, hành tinh Namek thì còn căng đấu văn nữa. Không xú không được. Goli. Không có Goli. Tự nhiên animation đang đẹp tự nhiên nó độn chữ xú quen mồm. Super Vegito. Nhưng mà căng nó làm đéo gì, chưa danh cai thì quất, chỉ có danh cai mới bút cho tím thôi, chưa danh cai thì vẫn đái xã hội ý định được đúng rồi đái.
Nói chung là cứ lên trên cai là con nào cũng mạnh. Nếu mà không mạnh thì cũng support được cho team. Trên cai nó là một cái hệ thống nó rất là ổn ấy, nó cân bằng. Nó hồi sinh mấy con Sida lên, nếu mà cái trên cai búp như cái quần, búp chỉ số cái kiểu như cái quần thì cái ability bonus nó còn support được tí. Khoan, không được nói từ đó, không được nói từ đó. Đúng đúng đúng, không được nói từ đó. À, Gilly. Gilly. À, nhìn nó xuống gì mà đéo luôn cha. Phải nồi. Thật ra Goku với người ta cũng được, nhưng mà cần một copy thôi, không cần nhiều. Mấy cái chỉ số còn lại thì hẻ nó đo hết rồi, heo biết mạnh nó đo hết. Chứ nó lên nhiều sao thì cái này là vấn đề thời gian thôi mấy ông. Thật sự vấn đề thời gian thôi. Chủ yếu là tôi đem con này vô và để đấy cái đấm nhau với mấy thằng mà đéo phải một tím. Với nó cũng là Saiya nữa, đấy nó có kỳ movie và saga, nói chung nó là mọi thứ có thể đi chung được với bọn kia, gắt lời. Gọi ơ thằng này được, thằng này được, thằng này bút máu, thằng này bút máu, nhưng mà một cái bay thôi nha, đừng ra nữa, cảm ơn. Gogeta Uncha, thằng chú bây giờ nó hết hiệu nghiệm rồi. Không. Why won't you die? I don't feel so good. Bro. À, tự nhiên bị bắt tí. Hết đầu rồi. Về luôn cha. Không có cha luôn. Vãi hạt thằng kia lên 7 sao rồi. Nãy giờ lọt hơi nhiều rồi đấy. Ô thằng này có danh cài hả? Phải biết luôn á. Ủa đâu? Đúng đúng, nó có danh cài thằng kia, thằng này đúng, thằng này có danh cài. Thằng màu vàng á thì tôi không biết, còn thằng màu xanh biển thì có. Thằng này đi chung với được Goku Namek mà. Goku Namek cũng xanh biển. Hải trưởng. Gohan Piccolo. Gohan Piccolo trong cặp ba te, cái animation summon nó ngon. Còn trong đây ra là chắc chắn khóc luôn, khóc hét. Harry Saiyan đái xã hội. Harry Saiyan à? Ừ, hình như có thằng có đúng thằng Gohan là Giga Chat. Thằng đó tới giờ vẫn chưa ai người ta. Gohan vàng trên cai. Future Gohan. Thằng đó đúng kiểu rồi. Mấy thằng kiểu như là nó OP quá ấy. Hình như là nó anh trai từ đâu cả năm rồi, chưa đọt. Nói chung là thằng đấy nó OP, không có từ nào có hiện. Vãi, tưởng cái gì. Tự nhiên có nguyên cái animation ghi như nó, tôi tưởng cái gì. Gagoten Goten đéo con cha luôn, hay lắm, khá lắm. Lắc hơi cao, lắc chi ly. Cái này xong rồi, đàm tí phút đã. Trời mì uống cha, anh em tôi ăn uống. Mời em, mời em. Về lý sập. Đếu con trai luôn. Ôi nào, là sao nó lại lọt đến cái mức đấy ấy nhờ. Tôi tưởng tôi mỗi khi tôi đọc KQ thì tôi đã tích lắc nó dành cho cả tỷ năm rồi. Không lẽ là đợi tới cái
Any năm tôi mới có thể mà may mắn nè. Any năm Ultra. Ui. Khoan, không được nói từ đó, không được nói từ đó. Không được nói. Từ cấm kỵ. Nhờn. Gỗ lý. Đó. Lẽ mà hoài thứ thứ cần gì nhất là Ultra đéo gà cần đổi dần bây giờ pha keo quá cần đổi dần khi tàu bay bảy hết uy tín rồi hay là dù tôi gon ra cây ta thì tôi vẫn đế skip nè mấy không kiểu như là để cho bạn cái hàng này và tôi sẽ đợi với banner của người ta tiếp theo từ rồi nghe nghe nó kiểu đi ngược cái gì những gì mà mình từng nói người ta nó ngon quá mà tới giờ nó vẫn tiêu một ra cái tỷ năm rồi tỷ năm hay quá ra là nó ra đâu đốt trái đất chưa được thao ra nữa tới giờ vẫn được người ta đừng có đau nữa làm ơn tóm dữ liệu vừa đéo có gì ngon đau sao mà lạch ra người ta ấy à mắm ớt ít lúc lai à mắm ớt à cái này thì bước rồi cái màu này bước bước hạt nữa rồi đéo con da no bli ai qua nôn cha vai vôn nôn cha Go. Go 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 go. Số. À đã nói rồi, số. Đéo gà. Nguy hiểm á cái câu đấy. Đúng kiểu là nguyền luôn. Đã nói là đéo gà. X2 Red nó to thế rồi mà còn đéo gà. Sợ hật. Không phải 35 đúng không? À, không phải 35 thì gói 10 tỷ lệ của nó sẽ là 3.5. Cái gì? Xui lắm thì 30 lần gà. 30 lần, à, không 30 lần chứ. Hoài. Thôi đéo tính nữa, tính đau tim á. Vừa đau tim mà vừa đau túi nữa. Nghe giống MC Đình Bách đó. Thì lại cao hết mà vắng lệt. Cái gì vậy? Sao sao nó lại như này? 40 Sparkin. Real. Really? No fucker. Why for Nunja? Why won Uncha? Ui làm ơn gọt một phát ra hai con Uncha liên tiếp đi là ấm rồi à, mà nói vậy có khác đéo gì gọt phát đầu cái năm Uncha đâu quất đéo nó nhiều I don't feel so good. I did. I don't feel so good. Tại sao đây có thể lạc tới mức này? Red ơi, là kỷ niệm cái đéo. À. Tại sao đây các hai thằng phá giặt tôi biết mấy anh định nói là Voli lên trên cây 7 nó cũng ABC XYZ ừ nhưng mà lên được 7 sao không thì nó là vấn đề đấy quan trọng là hai thằng Voli đó bằng một con cha thì nó sẽ lời làm ơn đi all I need is Uncha Uncha
Thôi bỏ đi. Cái này đừng có chăm mâm nữa. Để con trà đâu. Hai tới rồi. Tới rồi không? Tới cái khoảnh khắc mà lạt đấy. Là khỉ á. Monkey. Monkey đầu bùi. Hai này nó ám ám da ấy nhờ. Với thằng Google Black nữa. Làm ơn. Tôi không muốn thấy Monkey. Tôi muốn thấy Godkey. Ít nhất là trong banner này. Dot in. Gogeta. No way. Why I so không để chơi con game này tôi chưa không bao giờ đến thấy lên được 14 sao mấy con cha sẽ bắt kim nè hay là để tới anh đi năm nhỉ gì mà nghe nó nô hốt quá không được chạy cối lên never give up 10k sẽ được một con cha tao mấy bảy để tao phải sẽ cứu được tí hy vọng cuối cùng rồi không đó qua là tao phải hết chịu rồi hay lắm tao phải khá quá 10 trên 10 đi. Ui không 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 tao phải được trai hết yêu nhất thằng 77 à cô ta hey cũng cũng gì mà này nọ được quá được phết thằng 77 khá quá cái này người ta gọi gì cái gì vậy vật chất quyết định nhất vật chất quyết định nhất chính xác là gì thì cái tai nghe sao cứ gớt phải nhờ đéo hiểu cái gì có lần 12k còn lại chúng ta phải ra được go cái ta I only need him only him ai can cung ấy không 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 phải cung ý ý tôi là please ga him cung cung cái ga là cái gì nhỉ bu nào đéo phải cung Gogeta những lần con trong nước mắt này này lần cuối mấy lần quyết định này chứ không thì sao của tôi ta cũng đéo khác gì Goku Black Rose bên Black Rose thì tôi kiếm được với mảnh Z màu đỏ luôn C và tôi phải đậm nó lên Z cộng bình thường đó là lý do mà nếu mà tôi nói là cái video là nếu mà không gom ra được người ta tôi có thể qua nick kia vì nick kia ra nó cũng có em biết mạnh ngon đó mà tôi chơi mà muốn ra cũng không dễ đâu không đi co-op hơi nhiều ấy đi hơi căng ấy nói chung là cài là hơi căng nên làm ra là mong là người ta rồi anh 14 sao đi nếu mà thằng quay to nó bút Rocky phiêu vơi giờ hay là say ra nói chung là bút cái gì cũng được đừng có bút tiêu chờ được rồi đấy là thằng đôi tay này hưởng hết luôn cái này năm nó rộng mở lắm rồi làm ơn đừng có lệch xanh lè vậy
cha là xanh pha tím. Hình như là nếu như tôi đoán không nhầm thì Vegeta sẽ là Ultra đầu tiên có là F, vì nó là anime năm, tôi nghĩ thế. Kiểu như là phải có một cái gì đó đặc biệt ấy. Nhưng mà Vegeta lúc nào cũng không phải là thằng kết liễu, vì thằng Vegeta nó quá nhây. Nên là F thì nói chung là F của game nào cũng vậy. Nó làm kiểu như là nó không có logic ấy. Vì anh em biết là thằng Vegeta nó nhây lắm rồi. Đéo có dạng nào nó kết liễu được phải gì đúng không? Bu lắp để chẳng nào kết liễu được phản diện kìa, trong khi thằng của ta đánh nghiêm túc quả trưởng kìa, cái phương chưa kịp hả thôi nó đã đấm chết rồi. Thành ra là đấy là cứ bao nhiêu là ép là thành là dồn hết cho nó con cưng. X2 đầm ơn thôi, xin hiến tế Kevin của Genshin Impact để chiều hồi ngày hơi đắng luôn cha. Nếu mà gọn ra được Ultra ngay đằng tiếp theo thì tôi sẽ vô Genshin Impact và dùng Kevin của tôi nhảy núi chết. Nghe nó hai bộ bủ là ma vậy, kiểu như hiến tế. Nhưng mà làm hạt đấy, đời xin. Và này mà ra là tôi vô Genshin tôi làm hạt đấy. Tôi quay video luôn ấy. Rồi, đêm rồi. Chuẩn bị cho Genshin thôi. Chuẩn bị cho Genshin thôi. Đêm mấy không? Đêm. Đã hay đéo nào được nữa. Nhưng chuẩn bị hiến tế thôi. Chiều hồi hiến tế. Uncha Han đấy, Han là Kevin chưa bị té núi đấy. Giờ hiện tới Kevin có vẻ như là không khả dụng lắm. Đé nào ra cầm bon với đầu 77 bây giờ bịp hết nhờ. Thậm chí thằng Vegeta nó còn uy tín hơn cái bọn đấy. Vegeta bây giờ uy tín quá. Chứ không như là trong đó cành Vegeta. Nó cành Vegeta mỗi lần gặp cái mặt của nó thôi là đuổi như đuổi tà ấy. Trừ khi nó phiêu sạch lên Super Vito. Oh no. Ray Mai Uncha no mấy lần cuối rồi. Làm ơn đi. Đừng như thế chứ. Đốt miếng phút mà được. Cho nó đừng có ngắt xỉu. Ui. Uy tín. Tôi đã biết có uy tín hay không nhưng mà nhìn mấy bạn uy tín. Broly. Không uy tín lắm. Có vẻ pha kè. Pha kè mấy không ạ. Hồi nào phát cuối rồi. Cuối rồi. Đừng như thế. Hồi nào. Giết hai. Đào lót đi. Quá đã dù chay tôi đào lót. Đào 77 à. Thôi được rồi. Coi cái anime xanh này đào được gì. Tuy đào 77 không uy tín lắm nhưng mà nhìn cũng căng.
Gọi ây da, thế này thì chết rồi. Không phải Gogeta đúng là Gogeta tu, đúng là Gogeta Blue nhưng mà phải là Ultra. Da đen quần à. Không sao, hãy tin vào bản năng. Phải tin vào bản năng đó mà. Màu đỏ, vàng 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 vàng, màu đỏ. Có khi nào? Có khi nào? À, đéo phải. One more time. One more. Please. Please. Đào đất đi. Nói chung là nó không, nó ở trong 5 mét thì tôi thấy nó no hope á. Ba lần cuối. Sao cảm thấy nặng nề quá. Chỉ là Gogeta thôi mà, có cần phải như thế? Gogeta sao con cục thế nhỉ, không nổ Sparking luôn. Khoan, một lần xui thì sẽ có lần sau hơn. Cái này không phải là định lý gì cả, không phải kinh nghiệm tôi rút ra, tôi chỉ mang trăm mầm như thế thôi. Làm ơn hãy hãy làm cho tôi đúng thêm một lần nữa đi, tôi muốn trở thành nhà tiên tri. Điều đấy, đằng kia xui, đằng này ít hai này thì lại ra cao lắm, đéo đợt đi đâu được cả. Tôi nói uy tín thế này mà nói chắc chắn lắm này luôn, đợt hết đéo nào được gà, chắc chắn gà. Đéo gà à. Cầm sao chúng ta vẫn còn có hy vọng 20 lần nữa là thấy đéo nào được. Thằng này 6 sao rồi ạ. Quầy quái cả trưởng, làm sao mà đạt được mấy ông. Nhìn mặt tôi đi, uy tín. Tôi biết là mấy ông không nhìn mặt tôi được, nhưng uy tín, nhưng uy tín, nhưng uy tín. Đừng lên bằng cuối này, với tất cả may mắn mọi thứ dồn vào đằng cuối này. Destiny Summon Heart of the Ca Gai Mi I Grow Ra đi. Không sao mấy ông, tôi ổn. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải sử dụng tới một biện pháp khác, đó chính là giáo án vơ vét của công. Chưa phải là hết mấy ông, gấp đôi tới chết. Vô đây và nhận thôi, nhận sơ sơ thôi, gấp đôi tới chết. Video này 1 tiếng rồi tôi biết, nhưng
không gì có thể cản bước tôi được cả, nghiện lắm rồi, không có sơ sơ thì skip. À, hình như hết sơ sơ rồi. Ây da.